Theo truyền thuyết cổ xưa, tại vùng núi Thục Sơn, Tứ Xuyên, Trung Hoa có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ hấp thụ linh khí của trời đất, thoát thai hoán cốt trở thành tiên nhân. Sở hữu năng lực siêu nhiên, có thể ngự kiếm phi hành bay lượn trên bầu trời. Phía đối lập thì có một thực thể cực kỳ hùng mạnh, đó chính là Huyết Ma Thần. Với tu vi cả vạn năm, hắn ta luôn muốn diệt trừ thiên đạo, thống lĩnh tam giới. Đối mặt với tai kiếp này, trưởng môn phái Cung Luân là Nguyệt Thần giao lại cho đệ tử trọng trách bảo vệ chính đạo, tên là Huyền Thiên Tông. Bởi vì Nguyệt Thần thiên thọ đã tận, hơn nữa môn phái này chỉ có hai thành viên, pháp bảo Trấn Sơn là Nguyệt Luân Đạo cũng truyền lại cho Huyền Thiên Tông. Cách nơi này không xa là phái Ngà Mì với hàng trăm đệ tử, đích thân Trường Mi lão tổ chấp chưởng cai quản. Huyết Ma Thần khi này đã xuất thế, nó đang tiến về vùng núi Thục Sơn. Tình huống nguy cấp, Trường Mi lệnh cho đại đồ đệ là Đàn Thần Tử lập tức xuất chiến để thăm dò thực lực của Huyết Ma. Lúc này nó đã bay ngang qua núi Cung Luân giết chết Nguyệt Thần. Trùng hợp ở dưới núi có một đội quân phàm nhân đang hành quân. Đàn Thần Tử và Huyền Thiên Tông liền bày xuống. Họ cảnh báo vị tướng quân hãy mau điều binh quay đầu lại, nếu chậm trễ sẽ bị chuồn thay tại nơi này. Vừa nói xong thì Huyết Ma Thần xuất hiện. Hắn ta trồi lên rồi phóng ra hai quả cầu năng lượng hóa thành hai thực thể. Đám người phàm hoảng sợ liền bỏ chạy, chỉ có cô gái Hoàng Mộc Lan là hiếu kỳ ở lại xem. Trường Mi và hàng trăm đệ tử Ngà Mì lúc này bắt đầu bày đến đối phó Huyết Ma Thần. Hai thực thể mà hắn tạo ra có hình dáng rất giống với Đàn Thần Tử và Huyền Thiên Tông. Hơn nữa chiêu thức và vũ khí của chúng cũng tương tự. Thế nhưng sau vài trăm chiêu, Đàn Thần Tử và Huyền Thiên Tông cũng tiêu diệt được bọn yêu ma giả mạo. Phía này Trường Mi đích thân bày vào đầu lâu giao chiến với bản thể của Huyết Ma Thần. Trong tay của Trường Mi lão tổ có Hạo Thiên Kính, một thần khí cực kỳ mạnh, rất nhanh đã tiêu diệt được nhục thể của Huyết Ma. Đàn Thần Tử liền bày lên bồi thêm chiêu vạn kiếm xuyên tâm phóng tới. Huyết Ma lành trí bám lên thanh kiếm một giọt máu rồi trốn thoát đến Hắc Sơn Thạch. Dựa theo ánh sáng hoàng thần của Hạo Thiên Kính, đệ tử Ngà Mì tìm đến đây. Trường Mi, Đàn Thần Tử và Huyền Thiên Tông tiếp tục truy vết Huyết Ma Thần. Đám đệ tử nhìn thấy liền tấn công dồn máu. Dù tình bọn họ đã mở ra huyết quyệt, bên trong có nguồn sức mạnh cực lớn, Huyết Ma muốn lợi dụng nó để hút lấy linh khí của Thục Sơn. Thấy vậy, Huyền Thiên Tông và Đàn Thần Tử liền bày vào trong ngăn cản Huyết Ma. Tuy nhiên ở đây có lực hút quá lớn, Lý Nhiệm Kỳ và Trương Du Kỵ định bày vào tiếp ứng, nhưng Trường Mi không cho phép, bởi vì cả hai là chủ nhân của Tử Thanh Song Kiếm, thần khí duy nhất có thể chống lại yêu ma, cho nên không được mạo hiểm tính mạng. Nói xong, Trường Mi đến thân bì vào trong huyết quyệt. Ông ta dùng Hạo Thiên Kính đi áp chế Huyết Ma Thần, nhưng đã gặp phải sức mạnh cực lớn hút lấy Hạo Thiên Kính. Tình huống nguy hiểm, Trường Mi bảo Đàn Thần Tử và Huyền Thiên Tông bay ra ngoài trước khi huyết quyệt đóng lại hoàn toàn. Tạm thời Trường Mi giao lại nơi này cho Đàn Thần Tử canh gác, theo dõi chuyển hóa của Huyết Ma Thần. Trường Mi và chúng đệ tử trở về Ngà Mì trấn thủ, tránh để yêu ma tập kích bất ngờ. Ngày hôm sau, Lý Nhiệm Kỵ và Trương Du Kỵ bắt đầu hợp nhất Tử Thanh Song Kiếm, hy vọng hai người có thể đối kháng Huyết Ma Thần. Thế nhưng đến thời khắc quan trọng thì Trương Du Kỵ lại phân tâm. Cả hai bị thiên quả thiêu rụi thân xác. Huyền Thiên Tông phát hiện diện mạo của Lý Nhiệm Kỳ rất giống với Nguyệt Thần. Nguyệt Luân Đạo cũng cảm ứng được chủ nhân nên đã kịp thời bảo vệ tính mạng cô gái, để ngăn không cho Huyết Ma hấp thụ linh khí của Thục Sơn. Kim Luân Đại Sư đã phủ đầy kinh giang lên khắp nơi. Tuy nhiên đây chỉ là phương pháp tạm thời để khắc chế Huyết Ma Thần, cần phải tìm được một pháp khí mới.
Nó nằm ở bên ngoài cõi này. Đầu tiên Trường My thi phép tái tạo lại cơ thể mới cho Trường Dụ Kỵ. Bởi vì trước khi bị thiên quả thiêu rụi, anh ta có để lại một phần nguyên thần. Tuy là cơ thể được tái tạo, nhưng ký ức thì đã mất hết. Cần phải có người giúp anh ta khai thông thần trí. Như thế thì Trường Dụ Kỵ mới phục hồi được pháp lực. Tiếp theo Trường My vào phái Ngạn Mị lại cho Huyền Thiên Tông chấp chưởng. Sau đó Trường My sẽ thần thiền đến cõi khác đi tìm thần khí mới. Trước khi đi, Trường My để lại quả chân nguyện. Nó chứa đựng ý niệm của Trường My. Ngoài ra còn có thể truyền ra ảo hình để thông báo tin tức cho người khác. Mọi chuyện ở đây giao lại cho Huyền Thiên Tông định đoạt. Sau khi tận mắt nhìn thấy Quyết Ma Thần, cô gái qua một làng quyết chí đến tận núi Thục Sơn để bái sư tu tiền. Anh chàng Bạch Vũ nhận thấy cô gái quả thật có thành ý. Anh ta bèn dẫn theo cô gái bay lượn trên bầu trời. Lúc này tại Hắc Sơn Thạch, đàn thần tử phát hiện có một con yêu bám xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên Quyết Nguyệt kích phát lực hút, hấp tinh mọi thứ vào bên trong. Nhìn thấy con yêu bám bị tổn thương, đàn thần tử tốt bụng ra tay cứu mạng cô gái. Bất ngờ con yêu tinh nhập vào đàn thần tử, khống chế thần trí của anh ta. Hóa ra con yêu bám chính là hộ pháp tối cao của Quyết Ma Thần. Trường Dụ Kỵ khi này đã lấy được kiếm, khuôn mặt anh ta liền hiện ra rất rõ nét. Đàn thần tử đột nhiên trở về Ngà Mị, cơ thể anh tách ra nhiều hắc ma sát. Bọn chúng liền ra tay giết chết đám người phải Ngà Mị. Bạch Vũ cố gắng ngăn cản, thế nhưng bọn yêu ma có quá động. Trong khi đó Huyền Thiên Tông vì muốn làm chủ nhân của lôi kiếm, anh đã đi vào cung Tam Nguyên để rửa sạch ký ức. Như thế mới có thể lấy được kiếm. Bởi vì nó là thần khí nên chỉ nhận một chủ nhân mà thôi, đó là Trường Dụ Kỵ. Thế nhưng anh ta vẫn chưa phục hồi được ký ức. Huyền Thiên Tông thì bị bài xích, không lấy được lôi kiếm mà cơ thể còn bị thiên quả thiêu đốt. Lý Nhiễm Kỳ bỗng nhiên nhớ lại một chút ký ức về kiếp trước là Nguyệt Thần. Cô đau buồn lấp mộ cho Huyền Thiên Tông, sau đó lập tức trở về Ngà Mị sử dụng quả thần kiếm tiêu diệt bọn hắc ma sát. Do sợ ý không có phòng bị, Lý Nhiệm Kỳ đã bị bỡ miêu hấp tình lấy nguyện thần. Sau đó nó dẫn công phá hủy phái Ngà Mị. Cơ thể Lý Nhiệm Kỳ thì bị hắc ma sát mang về động Quyết Nguyệt. Khi này tâm trí Trường Dụ Kỵ đột nhiên bị lôi kiếm thôi thúc. Hóa ra nó đã nhận ra anh là chủ nhân, cho nên liền xuất núi hợp nhất với Trường Dụ Kỵ. Ký ức của anh ta trở lại, pháp lực cũng được phục hồi. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một thần khí mới. Cơ thể Huyền Thiên Tông đột nhiên hồi phục. Anh ta bay lên tiếp nhận thần khí mới. Đây chính là pháp bảo mà Trường My gửi về từ cõi khác. Nó gọi là Xích Tuyệt Kiếm. Lúc này đàn thần tử đã bị ma hóa trở thành Hoàng Kim Miêu. Quyết Ma Thần cũng đang nhận dần hồi phục pháp lực. Hắn ta chuẩn bị xuất thế lần nữa. Tình huống nguy cấp, Huyền Thiên Tông và Trường Dụ Kỵ sẽ cho nguyên thần xuất khiếu để đi cứu Lý Nhiệm Kỵ. Thể xác của hai người sẽ vô Kim Luân Đại Sư và chúng tặng bảo vệ ở Ngũ Đại Sơn. Không chậm trễ, hai người bay vào Quyết Nguyệt. Trường Dụ Kỵ liền nhập thể vào thần xác của Lý Nhiệm Kỵ. Huyền Thiên Tông thì đối phó với Hoàng Kim Miệu giải thoát nguyện thần Lý Nhiệm Kỵ. Sau đó Trường Dụ Kỵ bày lệnh rồi thoát ly nguyện thần ra để cho Lý Nhiệm Kỵ hợp nhất với thể xác. Lúc này Quyết Dân đã tràn đến Ngũ Đại Sơn. Nó tấn công Kim Luân Đại Sư và chúng tặng. Mục đích của Quyết Ma Thần là muốn chiếm lấy thần xác của Huyền Thiên Tông và Trường Dụ Kỵ. Tình huống khẩn cấp, Lý Nhiệm Kỵ và Trường Dụ Kỵ lập tức quỳ về Ngũ Đại Sơn. May mắn là Trường Dụ Kỵ kịp lúc lấy lại thể xác. Huyền Thiên Tông thì đã bị Quyết Ma nuốt vào bụng. Lúc này nguyên thần anh ta đang vào chiến với Hoàng Kim Miệu. Mặc dù trong tay có Xích Tuyệt Kiếm, thế nhưng Huyền Thiên Tông vẫn còn thua kém Hoàng Kim Miệu. Không còn cách nào, Huyền Thiên Tông dẫn công tạo ra thiên quả rồi ôm lấy Hoàng Kim Miêu bay ra ngoài.
con yêu bớm không chịu nổi sức nóng thoát ly khỏi đàn thần tử. Huyền Thiên Tông nhanh tay bắt lấy nó. Phía này Lý Nhiệm Kỳ và Trường Du Kỳ cố gắng hợp nhất tử thành song kiếm. Lần này họ đã thành công tạo thành một thực thể có năng lượng cực mạnh, tiêu diệt được một phần nguyên thần của Huyết Ma. Đàn thần tử và con bấm biểu không chịu đựng được thiên quả nên bị nổ tung. Huyền Thiên Tông lập tức bị về nhập thể với thần sáng của mình. Anh sử dụng Xích Tuyệt Kiếm phá hủy luôn chân thần của Huyết Ma. Hắn ta chỉ còn lại bản thể cuối cùng. Nhân cơ hội Lý Nhiệm Kỳ dùng nguyên thần của mình để khống chế Huyết Ma, tránh để hắn chạy thoát. Huyền Thiên Tông bèn tung ra chiêu cực mạnh tiêu diệt triệt để Huyết Ma thần. Lý Nhiệm Kỳ cũng dùng số phận. Dãy núi Thục Sơn trở lại như xưa, Nga Mị phái cũng được phục hồi nguyên trạng. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.